Xin chào chị, đây là cái video tôi sẽ chia sẻ về 5 người đầu tiên mà tôi tuyển. Thì cái bài học đầu tiên khi tôi đến với Sao Bắc là như thế này. Đó là việc người bảo trợ không truyền cảm hứng cho tôi về cái công việc này nó đủ hay. Tôi không thấy cái điều gì thú vị và tôi định 3 ngày tôi nghỉ. May mắn là tôi không muốn mình nghỉ trong sự thiếu hiểu biết. Tôi mới quyết định tìm tòi thật là kỹ về cái công việc kinh doanh này, về cái tiềm năng của nó. Và tôi muốn trước khi tôi nghỉ thì tôi phải biết nó là cái gì. Thế là tôi mới tìm hiểu, tôi đọc những cuốn sách về cái mô hình kinh doanh đội nhóm, đặc biệt là lịch sử của cái ngành kinh doanh người ta gọi là kinh doanh thương mại này. Thì tôi rất kinh ngạc với một câu nói là tướng tài phải đi đôi với ngựa hay mới về đích sớm. Rồi tôi hiểu về một cái thứ tuyệt vời nhất của nó chính là cấp số nhân. Tôi đã kinh ngạc và tôi cảm thấy rất là thú vị. Đó là giây phút tôi quyết định gắn bó công việc này. Nhưng tôi cũng không biết nó đi đến đâu, cho nên tôi mới định thử gắn bó một tháng. Và tôi bắt đầu đi tuyển dụng bởi vì tôi thấy nó giá trị. Tôi bắt đầu đi tuyển. Một ngày trôi qua tôi cũng chẳng biết tuyển ai. Người bảo trợ cũng không hướng dẫn tôi, người bảo trợ cũng không thúc giục tôi, cũng không huấn luyện tôi, người bảo trợ không quyết liệt với tôi. Người bảo trợ trong công việc kinh doanh này, chúng ta cần phải khiến cho người ta thấy hay, thấy cấp số nhân là gì, thấy thu nhập tự động là gì, thấy cơ hội này là gì. Và bước thứ hai là rèn luyện thế nào của hẹn, rồi phải chốt. Nếu không làm ba bước đấy thì bạn sẽ tạo ra những người giống như tôi ngày xưa, không tuyển. Đến ngày thứ tư cũng không tuyển được ai, đến ngày thứ bảy rồi vẫn không tuyển được ai. Và tôi thì tôi không muốn là mình làm việc một tuần trôi qua mà công việc không nhúc nhích. Đến ngày thứ tám, tôi quyết định tôi tự tuyển, và đó lại là một sai lầm trong công việc này. Giai đoạn ban đầu thì bạn không nên tự tuyển, nhưng tôi đã làm như vậy. Thế là tôi mới nghĩ là bây giờ thì tôi phải tự học một bài mô tả công việc. Và tôi có suy nghĩ trong mối quan hệ của tôi có một cái cậu em khá là hiền lành và dễ tính. Tôi mới quyết định đến gặp cậu ta và mô tả cho cậu ta. Thì tôi nghĩ rằng một cậu dễ tính như vậy chỉ cần nói một công việc không vốn và rất dễ làm thì có thể thử làm cùng. Thì xác suất thành công có thể lên tới 90%. Chỉ có 10% là cậu ta lười thôi, hoặc cậu ta quá nhát. Thế là tôi mới chia sẻ với cậu ta về những cái điều như là nếu bây giờ mình không làm thì thời gian vẫn trôi đi, biết đâu làm lại có một cậu gì đấy cũng chẳng mất gì, coi như có một môi trường để được sinh hoạt, để được học hỏi thì sao. Thế là cậu ta quyết định thử. Thì rất là may mắn cậu ta có một người bạn khác rất là yêu mỹ phẩm. Người bạn đấy là con gái rất là yêu mỹ phẩm. Thế là cậu ta dẫn đến và tôi có người thứ hai. Rồi tôi đi tuyển tiếp một người nữa. Cá nhân tôi đi tuyển người thứ hai, còn cậu ta tuyển được một người. Như vậy nhóm tôi có 3 người và tôi đã tuyển người thứ hai. Người thứ ba tôi tuyển thì anh ta là một người bạn thân của tôi. Anh ta rất thân, cho nên tôi mô tả công việc. Anh ta ok làm. Nhưng rồi anh ta lại nói là bận. Sau anh ta lại hẹn buổi hôm sau, rồi anh ta lại bận. Cứ như vậy đến ngày thứ ba, ngày thứ tư, anh ta nói là anh bận lắm chứ anh không làm đâu. Người thứ năm tôi nói xong thì cậu này là một người bạn rất là do dự, cho nên cậu ta không quyết đoán. Và cậu ta nói là tôi không hiểu gì đâu, tôi thấy nó cứ sao hay này. Cậu ta nói là chắc là khó lắm, tôi không làm được. Đấy. Và đến người thứ năm thì tôi lại chia sẻ và tôi lại dùng những cái kỹ năng đơn giản, là một cái cách làm kinh doanh không vốn, là một cái công việc với tôi thấy nó hay cái gì đó là cấp số nhân. Tôi chia sẻ với người ta. Tóm lại là tôi đúc kết ra những điều mà tôi cảm thấy hay. Và lại một lần nữa tôi nói với cậu ta là thử cũng chẳng mất gì, đúng không? Nếu không làm gì thời gian vẫn trôi đi. Đấy. Thế là cậu ta cũng thử. Thế thì trong số gọi là trong số 3 người tôi tuyển được thì tôi có cấy 2 người theo một trục dọc, và người thứ ba đó là người là chân thứ hai của tôi. Và cái quan trọng là sau này họ là hai chân rất là lớn. Thì đấy là 5 người đầu tiên tôi tiếp cận và tôi tuyển dụng, thì có 2 người từ chối, có 3 người đồng ý, và tôi đã có 2 chân 21. Tôi kiếm được 20 triệu dễ dàng khi còn đang là sinh viên.